Dạ, hello tiệm sách Gia Phát. Xin kính chào tất cả quý bà con cô bác. Thì hôm nay tiệm sách Gia Phát cũng vừa mới chế tạo cho một anh khách một cái dàn nâng hạ, dàn nâng tự chế sử dụng bánh cao. Bánh này đẩy rất là nhẹ để giờ anh khách nâng những cái ống ống phòng cháy chữa cháy lên để anh khách lắp đặt á. Thì những cái ống phòng cháy chữa cháy nó chỉ hơn 100 kg thôi. Đây tiệm sách thiết kế cũng đơn giản gọn nhẹ thôi để về cho anh khách nâng hạ. Thì phần này là tiệm mới vừa hoàn thành xong cái phần cơ khí. Trên màn hình quý vị đang xem thì tiệm có làm cho anh một cái cặp càng hai bên để chống đổ để cho bà con cô bác mình tham khảo gần hơn nha. Hello tất cả anh em, hôm nay có một cái sản phẩm đó là xe nâng dành cho mấy bác nâng những cái ống ống phòng cháy chữa cháy á. Thì cái này mình có làm cái bộ phận là mình tăng đưa nè, tăng đưa ga vô để cho mấy anh em dễ sử dụng á. Ở cử nào thì mình sẽ tăng đưa ga vô. Ở đây mình có cây tăng cường chống lật hai bên này ha, có tay quay nâng hạ. Ở đây mình có chốt giữ lại ha, mấy này là lắp ráp được hết nè. Đây, mấy cái này lắp ráp được nha. Đây mình lắp ráp lại hết á. Cây này là mình sử dụng là chống xiên nè ha. Đó, cây này là mình để sử dụng chống xiên, chống đổ á. Đó. Thì cái con xe nâng này thiết kế là bánh cao. Gầm bánh là tới gần 200. Gầm bánh 180. Đó. Dành cho mấy anh em di chuyển mấy công trình đi mấy cái đường đất đồ này kia đó, đẩy cho nhẹ. Thì phía sau này nè mình có làm thì dư thêm cái chỗ này để dành cho mấy anh em đối trọng á. Mấy anh em nâng nâng nặng nặng mấy anh em thả mấy bao cát lên như đây nè để làm đối trọng cho nó. Thì đặt lên trên đó chắc chắn là nâng sẽ rất là yên tâm ha. Còn cái hệ khung này mấy anh em đi công trình nào mà cao quá đó mình cần tháo gỡ ra thì mấy anh em tháo cho tháo ốc đây nha. Đây nè, cái này lắp ráp nha. Đó, cái này mình tìm sắt giao phép thiết kế lắp ráp. Bánh xe thì mình cũng thiết kế bù lon để mình có thể thay thế nha. Bánh xe này bánh xe cũng dễ thay thế, mình có bù lon mình tháo ra mình thay thế ha. Đó. Động cơ này thì tháo ra ra đơn giản rồi. Ở đây nó có bốn con ốc nè, mấy anh em bỏ máy xiết bù lon vô anh em gỡ ra. Đó, tháo ốc ra. Cũng đơn giản cái bộ phận này có thể tháo rời được mấy anh em đi công trình. Thế rồi có công trình ví dụ đi đi làm việc có hai người là có thể làm được con này rồi, thoải mái rồi. Có con này nâng hạ 200 kg thì hai người làm được rồi. Đây. Đây. Bây giờ em thao tác tháo gỡ ra cho anh em lần nữa ha, rồi sau đó là tiệm em sẽ bắt đầu sơn phết nó. Đây là mới hoàn thiện phần cơ khí thôi. Rồi, chiếc xe của mình đó, thời gian mình cũng đã sơn hoàn thiện. Màu này là màu xanh quân đội nha, màu xám đa, xanh đậm, xanh lá đậm.
Rồi bây giờ bên em sẽ tiến hành nâng test thử cho mấy anh em mình coi ha. Cái đẩy á. Rồi bây giờ mình xe này nó cũng nhẹ thôi chứ không quá nặng nha, đẩy rất là nhẹ. Sử dụng bánh đường kính 180 nhẹ lắm. Giờ mình sẽ nâng test lên cái lỗ này. Xe đẩy nhẹ cực kỳ nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái chống chân vô. Đó. Thì mình sẽ nhét vô sâu một cái cạch nha. Đây có ốc chặn lại rồi, cứ xét nhét mạnh vô là được. Đút sâu vô. Là nó có cái đó là quay tăng lên. Quay tăng lên để giữ. Rồi. Đây mình siết lại. Đó. Đây mình có tay quay ha. Tay quay để mình tăng, tăng giảm đó. Đó. Tuyệt quá. Siết lại này đó. Cơ bản xe mình nó cũng khá vững ha. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý là mình sẽ có đối trọng nha. Đối trọng là mình thả vô cái phần phần sau này là để mình giữ đối trọng. Khi mình nâng hàng mình sẽ có đối trọng cho nó an toàn. Đây mình sẽ bỏ đối trọng vô. Thì mình đi công trình mấy anh em có gì bỏ đó, mấy anh em có sắt bỏ sắt, có cát bỏ cát, có xi măng bỏ xi măng để cho nó nặng. Mình sắp đối trọng vô đây. Còn đây thì mình nâng hàng thì cái tùy mặt hàng mình nâng, ví dụ những cái bự quá thì mình dời nó ra, mình dời nó ra ô như thế này nè. Đó, mình dời nó ra. Rồi những cái nào mà nó nhỏ quá thì mình lại dời vô. Còn mình thử bự hơn nữa thì mình lấy ra luôn, mình khỏi xài. Đó. Đâu mình thử hạo thử cây sắt khoảng nhiêu ký? Cây sắt khoảng nhiêu ký? Để mình biết cái khối lượng mình đang thử cái nó đạt được bao nhiêu ký. Dở cái nắp ra luôn cho sáng. Thả anh kia thử 2 cây. Thả anh canh thử 2 cây thiệt. À, 2 cây 13 kg. 20 cây là 130 kg.
Đống này hai mấy cây phải không? 24 cây phải không? Rồi. Dứt. Yeah.